thì uh, xin chào các em ha hôm nay thì thanh hướng dẫn chúng ta học bài uh, mô men lực và quy tắc mô măng thì thầy, thầy soạn cũng khá nhiều bài uh, bây giờ thầy hướng dẫn chúng ta ôn tập lý thuyết ha còn nếu bây giờ mà nhắc lại luôn lý thuyết nữa thì chắc thầy không có thời gian đâu câu số 1, uh, điền khuyết các từ còn thiếu vào chỗ trống a à, mô măng lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng gì đó của lực và được đo bằng mẫu nào thì cái này là trắc nghiệm là điền khuyết vì sau khi thầy điền phần này là cũng như là thầy đang ôn lại lý thuyết cho chúng ta ha vậy chúng ta xem thầy thanh trả lời nè mô men lực đối trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực chúng ta điền chữ làm quay nhá làm quay được đo bằng tích của lực tích của lực với cánh tay đòn của nó. Cánh tay đòn. Ok chưa? Đó. À. Thì công thức mô men lực á là M lớn bằng F nhân D. Đồng ý chưa? À, đơn vị mô men lực là Newton nhân mét. Rồi thầy đáng thì nhắc lại chúng ta từ từ ha. Câu B. À cái này hỏi là ngẫu lực ha. hãy à, hai lực song song ngược chiều có độ lớn bằng nhau bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật được gọi là ngẫu lực vì à, câu b là hỏi ngẫu lực là gì ha hệ hai lực song song ngược chiều có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật được gọi là ngẫu lực chúng ta đến cái câu c muốn cho một vật có trục quay À, này chắc trục quay cố định rồi ha chắc chắn cố định rồi trục quay cố định ở trạng thái cân bằng cân bằng thì tổng độ lớn các mô năng lực có xu hướng làm giật quay theo chiều kim đồng hồ chiều kim đồng hồ Đó, à, cái này ai cũng biết ha phải bằng tổng độ lớn các mô năng lực có xu hướng làm giật quay theo chiều ngược lại ok chưa rồi đi cánh tay đòn của mô men lực là khoảng cách từ trục quay trục quay đến đâu các em à, đến giá của lực đó, giá của lực cánh tay đòn của lực là từ trục quay mình hạ du góc xuống giá của lực ok chưa rồi chúng ta đến một e khi giật rắn ở trạng thái cân bằng đây là giật rắn ở trạng thái cân bằng lực tác dụng vào vật phải có đủ hai điều kiện. Thứ nhất, lực tổng hợp tác dụng lên vật phải bằng bao nhiêu? Bằng 0. Thứ hai, tổng mô măng. Tổng mô măng lực. Đó. Mô men đó. Lực tác dụng lên vật đối với một điểm bất kỳ phải bằng bao nhiêu? Bằng 0 luôn. Như vậy thì khi vật rắn ở trạng thái cân bằng, muốn nó cân bằng phải có hai điều kiện. Một là lực tổng hợp bằng không và thứ hai là tổng cái mô men lực tác dụng lên một điểm bất kỳ cũng phải bằng không, ok chưa? Như vậy thầy trò chúng ta vừa nhắc lại được về mô men lực, mô men ngẫu lực ha, đồng ý chưa? thì thời gian qua là thầy ít ra video, thời gian này thầy sẽ cố gắng là làm video thường xuyên hơn để mà thầy giúp được các em trong quá trình học tập, thầy hy vọng rằng cái kênh youtube của thầy sẽ lan tỏa đến các em và các em sẽ lan tỏa đến các bạn của các em. Để học tốt bộ môn vật lý. Thì thầy sẽ làm nhiều video về lớp 11, 12 nữa. Rồi chúng ta đến câu số 2 ha. Các em nhớ là follow kênh youtube cho thầy nha. Nếu chưa follow, còn nếu follow rồi thì thôi. Câu 2. Hãy nói những trường hợp đặc biệt trong trường hợp lực ở cột A và những công thức tính tương ứng ở cột B, cột A. Là mô măng ngỗ lực, 2 là mô măng lực, 3 là điều kiện cân bằng, 4 là quy tắc mô măng, và cục B có 4 à, giải công thức sau đây. M bằng F nhân D, M1 cộng 12 cộng nhân dân bằng M1 phẩy cộng 12 phẩy cộng nhân dân. À, C là M bằng F nhân D, bằng F1 D1 cộng f 2 D2, không nào? À, và cái cuối cùng nó có hai điều kiện đồng chưa này dễ thôi mà à, nói thì nói luôn ha Vậy à, dễ mũi tên luôn chúng ta xem nè à, mô măng ngẫu lực phải không mô măng ngẫu lực là m bằng f nhân d vậy một này nói đến đâu đến chỗ là c nè Đó. một nói đến c ha mô măng ngẫu lực là m bằng tổng mô măng lực f 1 cộng mô măng lực f 2 và bằng f nhân d rồi hai là mô măng lực thì m bằng f nhân d hai nói đến a Ok chưa? Rồi, ba là điều kiện cân bằng. Điều kiện cân bằng nó phải có hai điều kiện mới nó lúc nãy, đúng không nào? Điều kiện cân bằng phải có hai điều kiện. À, như vậy hợp lực bằng không nè và tổng mô măng à, lực có bằng bao nhiêu? Bằng không nè. 3D. Vậy đố mấy đứa là bốn gì? Chắc chắn 4B rồi phải không nào? 4B thôi. 4B. Rồi à, như vậy thầy vừa hệ thống quá xong à, các trường hợp à, kết hợp ở cột A với cột B ha nhắc lại nè mô bằng ngẫu lực là đáp án C là M bằng F1 D1 cộng F2 D2 hay M bằng F nhân D hai là mô bằng lực kết hợp với A đến A nha M bằng F nhân D ba là điều kiện cân bằng là nó có hai điều kiện là hợp lực bằng không và tổng mô bằng lực đối với một điểm bất kỳ của bằng không là đáp án D và 4 là 4 gì? 4B. À, quy tắc mô măng là điều kiện cơ bằng của một vật rắn có trục quay cố định là cái tổng cái mô măng lực làm vật quay thêm một chiều nào đó sẽ bằng tổng mô măng lực làm vật quay thêm chiều ngược lại. Ok chưa? Đó. Như vậy thầy trò mình xong câu 2. À, chúng ta đến cái bài tập số 1 ha. Bài tập số 1. À, hình 21.2 à, mô tả một chiếc thước mảnh OA đồng chất dài 50cm. À, có thể quay quanh một trục cố định ở đầu ô à, câu a trong các tình huống ở hình trên thước oa quay theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ à, tính mô măng lực à, ứng với mọi tình huống dễ thôi mà để thầy lấy cái máy tính cái đã rồi đầu tiên chúng ta nhìn cho thầy cái hình hình a hình a để giải luôn ở đây ha hình a thì chúng ta sẽ nhìn xem nè ở hình a là lực nó đang vuông góc với đoạn oa đúng nào và trục quay tại ô nè Đó. và lực f là hướng xuống bên dưới vậy lực này có tác dụng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ ok chưa như vậy thì mô măng của lực f được tính theo công thức nào Để giải trực tiếp trên đây luôn nha mô măng của lực bằng tích của lực là f nhân với cánh tay đoạn là D thì từ ô mình vẽ vuông góc xuống giá của được F chính là đoạn OA luôn nè đúng nào F là 4 nè Để bài cho 4 D là 50 là 0,5 vậy ra được là 2 Newton nhân mét ok chưa vậy hình A là tính mô măng lực và cho biết chiều quay xong rồi tới hình B chúng ta nhìn hình B nè thanh OA nghiêng góc bao nhiêu độ 20 độ đúng nào đồng ý chưa OA vẫn là 50 cm nhưng mà chúng ta nhìn là ô là trục quay ô là trục quay dễ cao cao thì xíu ha hình này cũng không chính xác lắm đây ô nè ok chưa vậy lực uh, a này uh, lực tại a hướng lên trên nó lực f hướng thẳng đứng lên trên nó sẽ làm cho thứ này quay ngược chiều kim đồng hồ ok chưa cái này là kim đồng hồ nha cái này là ngược chiều kim đồng hồ ha vậy thì lực là hai newton nè như vậy từ trục quay hạ vuông góc xuống giá của lực chính là đồng nét đứt này nè như vậy cánh ta đòn chính là đoạn OH. Ok chỉ là Thầy gọi là D nhỏ. Muốn tính D nhỏ thì mình xét tam giác là OHA. Đúng nào? Thầy sẽ có cos của 20 độ bằng kê là D chia quyền là đoạn OA. Như vậy đến đây mình sẽ tính được là D là cánh tá đòn. Nhớ ngang cánh tá đòn là từ trục quay ô hạ à, vuông góc xuống giá có lực F. Đây là lực F nha. Người ta không ký hiệu thì ký hiệu luôn. D à, này bằng là OA là nhiêu 0,5 à, nhân với cos của 20 độ với em ha rồi bấm máy thì có đi đâu bao nhiêu 0 phải 44698 thì ghi là 0,47 cũng được 0,47 Ok chưa? Như vậy sau khi chúng ta tìm được cánh tay đòn D rồi đúng nào? Thì chúng ta sẽ tính mô măng của lực M bằng F nhân gì? F nhân D thôi. F là 2 phải không nào? 2 Newton. Để bài cho nè. 2 nè. Ok chưa? Nhân với 0,47. Dễ dàng chúng ta tính được M này bằng là 0,94 Newton nhân mét. Ok chưa? Tiếc gì một like cho thầy chứ ha. Rồi, bài 1 xong ha. Đây là góc lý của thầy Thanh thôi, đơn giản. Rồi, bài số 2, à, chứng tỏ rằng ở hình 6.11 sẽ cân bằng khi F1 trên F2 bằng d2 trên d1. À, cái này không gì khó khăn hết á. Ở đây cái hình dễ thiếu cái tơ các em ha, à, Dễ thêm vô thôi. Thì chúng ta xem là lực F2 là có tác dụng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ lực F1 bên trái phải không làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. Đồng ý chưa? Bây giờ khi cân bằng, khi cân bằng thì tổng mô men lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng mô men lực làm vật quay theo chiều ngược lại đúng không? Như vậy thì thanh ghi là điều kiện cân bằng. Đồng ý chưa? À, D1, D2 dễ sẵn rồi nè. Đó, ngon lành rồi. Đồng ý chưa? Điều kiện cân bằng thì mô men của lực F1 bằng mô men của lực F2. Mô men lực F1 là lực F1 nhân với cánh tay đòn là d1. Mô men lực F2 sẽ là F2 nhân gì? d2. Ok chưa? Vậy đến đây mình chuyển vế mình được là F1 trên cho F2 à, bằng d2 chia cho d1. Thì trong trường hợp này công thức này y hệt công thức của hợp lực song song cùng chiều phải không? F1 trên F2 bằng d2 trên d1. Thầy chứng minh xong chưa? Chứng minh xong. Hồi còn nhỏ thì giải tới đây thì thầy ghi là chứng minh xong và thầy ghi là điều phải chứng minh, ok chưa? vậy ha. rồi chúng ta đến bài tiếp theo, quan sát hình 21.4, à, cái này ngon à. sử dụng kiến thức gì môn năng lực để giải thích vì sao chiếc bập bên đứng cân bằng? À, quá dễ. À, chúng ta nhìn nè, à, à, em bé sẽ xa trục quay hơn và đi một lớn hơn, à, chị gái ở gần trục quay hơn. Đúng nào? Thì cánh tay đầu nhỏ hơn. Nhìn trên hình mình thấy là D1 nó sẽ lớn hơn D2. Đồng ý chưa? Ở đây sử dụng kiến thức gì mô men lực để giải thích vì sao chiếc bọc bên cân bằng. Dễ thôi. Nó sợ gì nó cân bằng là gì? Nó cân bằng là vì mô măng của cái lực thứ nhất nó bằng cái mô măng của lực thứ hai. Thì dễ cái lực chúng ta xem ha. như vậy thì chị gái này nè nó sẽ tác dụng lên trên trên cái 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 bọc bên nè một cái lực đề lực là F2 đi đồng ý chưa em bé nhẹ hơn sẽ tác dụng lên cái bọc bên này lực là F1 nhỏ hơn ok chưa rồi thì chúng ta xem nè đây là F1 nè đây là F gì F2 nè ok chưa góc này góc vuông hết nha góc vuông hết đồng ý chưa như vậy thì em bé sẽ tạo ra một cái tác dụng làm quay uh, ngược chiều kim đồng hồ còn chị gái sẽ tạo ra một tác dụng làm quay làm cho cái bập bên nó quay theo chiều kim đồng hồ ok chưa như vậy thì sở dĩ nó cân bằng là vì uh, tổng mô năng lực làm giật quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng mô năng lực làm giật quay theo chiều ngược lại các em ghi bằng chữ vô nghe đồng ý chưa rồi câu b nè cho biết người chị bên phải có trọng lượng b 2 là 300 trăm à thay F2 giờ đổi thành chữ B2 ha. Ok chưa? F2 chữ là B2 á đó. đó. Rồi, còn người em có trọng lượng B1 là nhiêu? Là 200 Newton. Tức là F1 á. Hỏi khoảng cách D1 phải bằng bao nhiêu thì bập bên cân bằng. 5 ngang dễ lắm. Câu B nè. Vậy thì tiếp tục mô măng của lực thứ nhất sẽ là B1 nhân D1. Có nghĩa là đổi này thành là B1 nha. B1. Anh này là B gì? B2 ok chưa bằng B2 nhân D2 thế vô nè tương đương nè B1 là bao nhiêu là 200 à, D1 không có B2 là bao nhiêu 300 D2 là bao nhiêu là 1 mét như vậy dễ dàng chúng ta tính được D1 bằng 300 nhân 1 là 300 chia 200 bằng 1,5m Ok chưa? Lưu ý giùm thầy lực do người chị gái và em bé tác dụng lên bập bên nó là vector trọng lực á, hướng thẳng đứng từ trên xuống. Đồng ý chưa? và Giả sử gì nó cân bằng là tổng mô-men lực làm nó quay theo chiều kim đồng hồ bằng tổng mô-men lực làm nó quay theo chiều ngược lại. Hồi lúc đầu thì viết chữ thầy vẽ chữ F cũng không sao, không sai. Đồng ý chưa? Rồi, chúng ta đến bài số 4. Bài số 4. À. Xét lực tác dụng vào mỏ lết, cái mỏ lết này chúng ta thông dụng lắm. À có hướng như hình 14.5. Hãy xác định cánh đòn và độ lớn mô băng lực cho F là 50 N. Cho L là, là từ đây nè, từ cái chỗ tác dụng lực cho tới cái chỗ quay nè, con đinh tán nè là 20 cm là 0.2 m ha. Và góc này là 20 độ. Ok chưa? như vậy đầu tiên là chúng ta phải xác định được coi cái trục quay là chỗ nào ngay chỗ này là trục quay nha mấy đứa ha trục quay là ô nè ok chưa bây giờ thầy trò mình sẽ vẽ giá của cái lực ép ra nhắc được ha nhắc được đây giá của lực là đường thẳng bằng với tơ lực nha đây là xá của lực ok chưa Rồi à, như vậy từ ô à, mình vẽ vuông góc xuống giá của lực để canh tương đối thì cho em ha Đó. tại điểm h đi điểm H. Đây, H. Đồng ý chưa? Như vậy từ O mà dễ vuông góc xuống da có lực thì chính là đoạn OH thầy gọi là D, D nhỏ. Như vậy thì cánh ta đoạn có lực chính là D nhỏ bằng đoạn OH bằng chấm hỏi. Ok chưa? Thầy đặt điểm này điểm T đi. Đó. Ok chưa? Chúng ta nhìn nhìn thầy ha. Vậy tam giác OHT sẽ tam giác OHT phải tam giác vuông không? Đúng rồi. Đúng nào. Thôi để thầy nói với các thằng uh, OT lại ha. OT chính là L nha các em ha. OT chính là L. À, cái hình vẽ này là nó tương đối thôi. Không chính xác lắm đâu nha. Ok chưa? À, nếu thầy vẽ lại mới luôn thì chắc ok nè. Để thầy vẽ chúng ta xem ha. Đó. Thầy vẽ mới luôn đi chiều dài mỗi lớp, nè từ đây đến đây ok chưa rồi vector lực hộp có bao nhiêu độ 20 độ đó. rồi nhìn thấy ký hiệu nha đây t nè còn cái điểm quay là chỗ này nè là điểm O nha đoạn này là l nè là 0,2 m nè ok chưa đây là vector f nè 50 mươi newton đúng không ờ đó có rồi vậy đầu tiên là mình 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 đánh góc vô cái đã alpha là 20 độ phải không dễ giá của vector lực ra nhắn đức ha dễ dài nhiêu cũng được đó ok chưa rồi vậy từ ô mình vẽ vuông góc xuống giá của lực Đó. Vuông góc tại H nha các em ha, tại H. Rồi xong rồi. Góc này vuông nha. Đúng nào, thầy thích dùng HT tại vì HT là hoài thanh tên thầy. Vì đoạn OH này chính là D nhỏ nè, đồng ý chưa? Đó. Như vậy nhìn tam giác là OHT. Đó, xét tam giác OHT. Đồng ý chưa? OHT. Mình dùng hàm sin thôi. Mình có sin của alpha bằng đối là D chia quyền lại L đúng không nào bạn nào dùng cô hay dùng tan là mà không được nha à, đến đây thầy sẽ ra được là D bằng L nhân cho gì à, sin alpha L là 0,2 nhân với sin của alpha là sin 20 À, 0,068 ra được 0,068 m. OK chưa? Rồi đến bây giờ mình tính mô men lực thôi. M bằng gì? Bằng F nhân d. Đồng ý chưa? F là 50 và nhân với 0,068 bằng 3,4 Newton nhân m. Ok chưa? Rồi, như vậy đến đây là thầy trò mình á là đã tính xong rồi ha. Các em bấm lại giống thầy hay không nào? Rồi, lưu ý nghe ở đây mình dùng sin bằng đổi trên quyền mình tính được D ha. Còn bài nãy mình không dùng sin nha. Đâu bài nãy trên đây nè. Đâu rồi. Ở trên nữa phải không? Trên nữa là mình dùng code nè có 20 độ bằng kề trên quyền là mình tính được D nó tùy vào cái hình chứ không phải hình nào cũng dùng, dùng sin nha các em ha ok chưa rồi rồi như vậy thầy trò mình xong bài 4 ha rồi, chúng ta đến bài số 5 bài này thấy hình rắc rối gì như vậy đơn giản lắm bài này trong sách giáo khoa mà xét hai giờ có khối lượng lần lượt là 5 kg hai à, 2 kg được đặt trên một thanh thẳng nằm ngang có khối lượng không đáng kể hệ nằm cân bằng trên một cạnh niêm cạnh niêm màu xanh xanh nè Đó. À, có mặt cắt được mô tả như hình 14.13 hình này nè hãy xác định d2 và độ lớn lực do cạnh niêm tác dụng lên điểm từ ô cái điểm từ ô này trở thành một cái trục quay tạm thời đúng nào cho d1 là 20 cm dễ thôi vậy mình tính D gì chắc là tính d2 phải không nào rồi bây giờ thì thanh vẽ các vector nè như vậy vật m1 nó sẽ chịu À, một cái vector trọng lực là B1. À. À, OK chưa? Rồi vật M2 nó sẽ chịu một vector trọng lực là B2. Rồi M2 nhỏ hơn thì B2 ngắn hơn nha. OK chưa? Như vậy chúng ta xem nè, à, bên trái là B1 nè, B1. Bên phải là trọng lực B gì? B2 nè. OK chưa? rồi thì ô này chính là cái điểm tựa để nó quay tạm thời đồng ý chưa thầy sẽ giải bằng quy tắc mô bằng nha lực b 1 này sẽ làm nó quay ngược chiều kim đồng hồ lực b 2 này làm nó quay theo chiều kim đồng hồ ok chưa vậy thầy thanh tính b 1 trước cái đã tính b 1 b 1 chính là m 1 nhân g ủa g không cho lấy 10 nha các em ha 5 x 10 bằng 50 Newton B2 chúng ta tính là m2 nhân cho g là 2 nhân 10 bằng 20 Newton chữ thơi xấu nha. OK chưa? D1 là 20 cm là 0,2 m. Người ta hỏi chúng ta điều gì nào? Người ta hỏi chúng ta là hãy xác định D2 và độ lớn lực do cạnh niêm tác dụng lên điểm từ O dễ thôi. Đúng không nào? Rồi như vậy thì bây giờ có B1, B2 phải nào? Thì cái lực mà tác dụng lên điểm từ O tức là hợp lực của hai lực B1, B2. Hai lực này là hai lực song song cùng chiều đúng không? Vậy mình sẽ tính lực tổng hợp B à, sẽ bằng là B1 cộng cho B2. Hai lực song song cùng chiều cộng lại thôi. 50 cộng 20 ra nhiêu? 70 Newton. Bây giờ còn tính D2. Uh, Chúng ta dùng quy tắc mô măng cũng được mà dùng quy tắc hợp lực song song cùng chiều ở đây cũng được thầy đang dạy tinh thần mô măng thầy sẽ sử dụng mô măng là mô măng của lực b 1 sẽ bằng mô măng của lực b gì b 2 đúng nào muốn cân bằng hai mô măng này phải bằng nhau mô măng lực b 1 chính là b 1 nhân d 1 mô măng lực b 2 sẽ là b 2 nhân với d 2 b 1 là 50 nè tương đương ha dấu tương đương như lại. d 1 là 0,2 B2 là 20 nè à, D2 là đang tìm đúng nào Bấm dùm thầy Thanh coi D2 là bao nhiêu à, Thầy tính được rồi D2 ra là 0,5m Ok chưa Này nhẩm luôn khỏi bấm máy Ok chưa rồi như vậy thì thầy vừa hướng dẫn xong bài số 5 nha. Bài số 5 chúng ta lưu ý nè và M1 sẽ chịu tác dụng bởi trọng lực B1 và M2 chịu tác dụng bởi trọng lực B2 hai trọng lực này là hai vectơ song song cùng chiều nên lực tác dụng lên điểm tử điểm tử của niêm sẽ chính là hợp lực của hai lực này à, nếu chúng ta vẽ hợp lực luôn thì chúng ta sẽ vẽ canh độ dài B á nó song song với B1 và B2 nó dài đúng bằng B1 cộng B2 ha ở đây chắc thì vẽ luôn cho chúng ta cũng được không sao đó thầy vẽ luôn ha màu màu đỏ đi canh này dễ dài đúng bằng hai này cộng lại nha chúng ta ước chừng nhìn thầy vậy các em ha thầy canh cũng khó mà chính xác rồi như vậy đây chính là vectơ lực b tác dụng lên cái điểm O các trò rõ, rõ, chưa rồi như vậy thầy trò chúng ta vừa xong câu số 5 ha vừa xong câu số 5 à, chúng ta sẽ đến câu số 6 câu này thì dễ rồi sau. Vậy. người ta tác dụng lực ép có độ lớn 80 N để quay một chiếc cối xay như hình 14b.1. Coi lực ép có phương tiếp tiến với bề mặt cối xay. Khoảng à, cách từ tay quay đến tâm là 40 cm. Khoảng à, cách từ tay quay mà tới tâm luôn. À, thì nó chính là cánh ta đòn luôn các em, đúng nào? À, xác định mô măng lực ép đối với trục quay đi qua cố sai đây là cái cấu sai quyền thoại nè ngày xưa ông bà mình dùng nó làm gì à, thường hay là gì xay gạo không nấu bánh thì nội nhân dân ha rồi xay gì nữa thầy không rành lắm thầy nấu nướng dở lắm rồi như vậy lực là 80 mươi F là 80 nè thì cái khoảng cách từ tay quay đến tâm chính là cách đoàn đó á đó, là d là 40 cm là 0,4 m đúng nào xác định mô măng lực ép lực ép này làm cái khối sai này quay ngược chiều kim đồng hồ đúng không nào vậy mô năng lực m bằng f nhân gì bằng f nhân d f là bao nhiêu nào là 80 nhân với 0,4 bằng là 8432 phải không nào à, 80 nhân 0,4 ra 32 newton nhân mét à, ok chưa bài này dễ á cái bài số 7 nhìn là thấy ngán nè <laughs> rồi chúng ta đến bài số 7 À để nhỏ một cây đinh à, ghim vào bàn tạo một góc 30 độ so với phương thẳng đứng. Đây nghiêng đinh, đinh nghiêng vậy nè ha. Ta tác dụng F 150 N theo phương vuông góc với cán búa như hình 14.2. Đây ép có nè. 150 N ha, thầy gọi tóm tắt nữa thì gạch ở đây được rồi. Vậy lực ép vuông góc với cái búa có nào? Chúng ta nhìn nè, cái búa nó sẽ quay quanh điểm từ ô ha. Đồng ý chưa? Rồi khoảng ờ, cách từ điểm đặt tay quay đến trục quay là 30 cm. Từ đây đến đây 30 cm. Thì cái này chính là cánh tới đoàn có lực ép rồi. Lực ép này là làm cho cái búa nó quay theo chiều kim đồng hồ. Ok chưa? Và cánh tới đoàn lực ép thì thanh ghi là DF. d một cũng được là 0,3 m. Ok chưa? Búa có thể quay quanh trục quay vuông góc với mặt phẳng hình vẽ tại điểm O Khoảng cách từ điểm đặt tay quay đến trục quay là 30cm phải không? Khoảng cách từ đầu đinh đến trục quay là nhiêu? Là 5cm. Đây. Từ đây đến đây là 5cm nè. Ok chưa? 5cm. Rồi. Đoạn này 5cm nè. Khoảng cách từ đầu đinh đến trục quay là 5cm. Xác định lực cho búa tác dụng lên đinh. Rồi. Chúng ta nhìn kỹ cái góc này 30 độ như kem ha. 30 độ. Rắc rối đây. Rắc rối đây. Rồi bây giờ á. Lực do búa tác dụng lên đinh thì cũng bằng lực do đinh tác dụng lên búa. Đúng không? À, như vậy bây giờ mình muốn nhổ cái đinh lên. Thì đinh sẽ kéo cái búa xuống. Tại vì đinh nó dính chặt trong gỗ mà không nào. Vậy thì vẽ lực do à, đinh tác dụng lên đâu? À, lên búa. Đúng nào? Đó là kéo xuống đây. Rồi, thầy Thanh gọi nó là F7 đi, F7. Như vậy tiếp tục bây giờ từ ô mà mình hạ vuông góc xuống giá lực F7 thì mình sẽ được cánh tác đoạn của lực F7. Thì dễ tương đối thôi nha các em ha. Rồi, ok chưa? nhớ kỹ góc này vuông nha các em ha góc này vuông rồi vậy cái đoạn OH này nè chính là cánh tới đoạn ở lực F7 đồng ý chưa đó vậy bây giờ chúng ta làm sao mà chúng ta tính được là cái đoạn OH bây giờ chúng ta nhìn cho thầy nè góc này là 30 độ đúng không nào góc này 30 độ đồng ý chưa vậy góc nhỏ trên đây góc nhỏ trên đây là bao nhiêu 30 độ phải không vậy góc kế bên đây này 30 góc kế bên đây sẽ là vuông không 60 vậy ngay góc tại ô sẽ là 30 độ góc này nè ok giờ góc tại vừa gạch đó sẽ là 30 độ ha do nó nhỏ quá mình khó nhìn ok chưa vậy góc tại ô góc tại ô là 30 độ ha chúng ta nhìn lại lần nữa nè hơi khó hay là mấy đứa nghĩ như nè vector f phẩy nó sẽ vuông góc với H OH đúng không? Mà cái đường nét đất này nè, nó sẽ vuông góc đường nằm ngang. Có nghĩa là cạnh này nó sẽ vuông góc cạnh nằm ngang. OH nó vuông góc với TF nên cái góc tại H á, là 30 độ thì góc tại O cũng là 30 độ. Góc có hai cặp cạnh tương ứng vuông góc thì số đôi góc bằng nhau. Ok chưa? Nếu bạn nào mà nhìn không rõ, đợi thì vẽ lớn lớn tí xíu chúng ta nhìn nè. Dễ tương đối thôi ha. ngán dạy cái bài này lý do không phải là nó khó đâu mà nhìn cái gốc nó khó thôi rồi. dễ tương đối thôi nha rồi cái trò cứ nhìn từ từ thì dễ được hết à Rồi, cả nhìn giùm thầy nghe. Chúng ta nhìn giùm thầy nè. Đây là điểm O nè. Đồng ý chưa? Điểm O. Còn đây là điểm H nè. Góc này góc vuông đúng không? Rồi. Anh này người ta cho bao nhiêu độ? Là 30 độ nè. Đó. 30. Ok chưa? Có nhiều cách suy si luận lắm. Thầy chỉ nè. Góc này 30. Thì góc lên cận này 60. Vậy góc nhỏ này phải 30 không? Đồng ý chưa? Và đoạn OH này thầy gọi là cánh tác động có lực F phẩy là DF phẩy đi. Và khoảng cách từ O cho tới điểm M này là nhiêu? Chúng ta nhìn bên hình là 5 cm có nào? Vậy thì có OM chính là 5 cm là 0,05 m. Ok chưa? Rồi, như vậy bây giờ mình muốn tính được DF phẩy dễ lắm, mình dùng cos 30 độ. Xét tam giác OMH ha. bài này hay cos 30 độ bằng kề là OM chia cho quyền là đoạn DF phẩy đồng ý chưa như vậy chúng ta sẽ suy ra được là DF phẩy sẽ bằng OM là 0,05 và chia cho cos 30 bỏ máy giùm thầy bằng căn 3 phần 30 nha căn 3 phần 30 m để phân số cho nó chuẩn ok chưa như vậy chúng ta thấy nè cái lực ép sẽ làm cho cái búa quay theo chiều kim đồng hồ và lực ép phẩy sẽ làm búa quay ngược chiều kim đồng hồ và khi cân bằng thì hai cái mô măng lực này phải có độ lớn sao nó bằng nhau ha vậy điều kiện cân bằng là mô măng của lực ép sẽ bằng mô măng của lực ép phẩy tương đương F nhân với DF sẽ bằng F phẩy nhân với DF phẩy. Tương đương F là bao nhiêu? 150. Cánh tay đoàn lực F. Cánh tay đoàn lực F là 0,3. Bàn F phẩy đang tìm. Cánh tay đoàn lực F phẩy là căn 3 phần 30. Suy ra được F phẩy bằng Thầy được kết quả là 779,42 bằng 779,42 đơn vị là Newton. Ok chưa? Như vậy F phải này chính là lực mà do đinh nó kéo búa xuống và cũng chính là bằng lực mà búa tác dụng lên đinh tương theo định lực 3 Newton. Ok chưa? Thì cái bài này khó khăn nhất là mình tìm cái gì? Khó khăn nhất là mình tìm cái cánh đòn của lực F phải. Ok chưa? À, và cái khó khăn nhất là mình tìm cái gì? mình tìm được cái góc ô phải là 30 độ đúng không dễ hình nhỏ quá không được không có được nhìn không ra ok chưa rồi tí gì một like cho góc lý của thầy ha rồi chúng ta xem cho thầy bài 8 à, thanh đồng chất AB là 1,2 m trọng lượng là 10 Newton người ta treo các trọng vật BA là 30 Newton BB là 20 N lần lượt tại A, B và đặt một giá đỡ ô để thanh cân bằng như hình vẽ tính OA dễ không à? Đúng nè, dễ lắm, dễ lắm. Như vậy thì bây giờ chúng ta xem nè, thầy thanh đặt OA là, là 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 ít đi. À khoan. Lưu ý giùm thầy ở đây là thêm cho thầy là thanh đồng chất tiết nhiên điều nha. Vậy thì G chúng ta lưu ý nghe. G ở đây á chính là điểm đặt của trọng lực B. À, B là 10 N. nè. B là 10 N. Đồng ý chưa? Thì thêm cho thầy là thanh đồng chất thiên nhiên điều nha. Như vậy mình có GA bằng GB bằng AB chia 2. AB là 1,2 m nè, chia 2 là nhiêu? 0,6 m. Ok chưa? Anh à, vẽ tương đối thôi nha các em ha. Rồi bây giờ thầy Nguyễn Thanh mới đặt OA chính là bằng X đi. Và mình đang tìm OA. Và OA đây chính là cánh tay đòn của lực BA. Đồng ý chưa? Như vậy bây giờ muốn tính OG, OG tức là cánh tay đòn của trọng lực B. Nhớ cánh tay đòn là khoảng cách từ trục quay đến xá của lực nha. Vậy OG bằng gì? Dễ thôi. OG thì đứa biết đoạn AG là 0 6, đúng không? Mà OA thì đặt là X rồi. Vậy OG OG bằng gì nào? 0,6 trừ cho gì? Trừ cho X. Vậy còn đoạn OB, đoạn OB là cánh tới đoạn có lực BB á. Thì bằng đoạn AB trừ cho đoạn OA, tức là 1,2 trừ cho X. Các trò rõ chưa? Nhớ nghe đặt OA là X nha. Vậy đoạn là OG sẽ là 0,6 trừ X. Còn đoạn OB sẽ là 1,2 trừ X. Đồng ý chưa? Như vậy chúng ta nhìn nè, BA sẽ làm giật quay ngược chiều kim đồng hồ. Lực B này sẽ làm thanh này quay theo chiều kim đồng hồ. Và lực BB sẽ làm thanh này quay theo chiều kim đồng hồ. Như vậy có hai vectơ lực làm giật quay theo chiều kim đồng hồ và một vectơ lực làm giật quay ngược chiều kim đồng hồ. Vậy điều kiện cân bằng, điều kiện cân bằng là gì nào? Điều kiện cân bằng là tổng mô măng lực làm giật quay theo chiều kim đồng hồ là mô măng của lực B cộng mô măng của lực BB. Sẽ bằng tổng mô măng lực làm giật quay theo chiều ngược lại là mô măng của lực BA. Đồng ý chưa? Rồi, mô măng của trọng lực B lực sẽ là B nhân cánh đoàn chính là đoạn OG. Đồng ý chưa? Cộng mô măng của trọng lực BB lực sẽ là BB nhân cánh tay đòn chính là đoạn OB, mô men của trọng lực BA lực sẽ là BA nhân với cánh tay đòn nữa chính là đoạn nào OA nhớ nghe cánh tay đầu là trục từ cái trục quay hạ vuông góc xuống giá có lực vậy tương đương B là bao nhiêu B là 10 nhân OG OG là 0,6 trừ X. cộng với BB là 20 OB là 1,2 trừ X bằng BA là 30 nhân OA đặt là X. Cái này bấm shift show thôi là chúng ta tìm được X bằng thầy được kết quả rồi. Ít ra được là 0,5 m. 0,5 m. Ok chưa? Chúng ta lưu ý giùm thầy nè, nó không có dễ đâu. Bài này chúng ta phải nắm được nè, G là trung điểm của thanh AB. Nó chia đoạn AB thành hai đoạn bằng nhau. Và ở đây có hai lực làm và quay theo chiều kim đồng hồ. À, đó là trọng lực B của thanh và trọng lượng BB ở đầu B. Và chỉ có một lực BA làm và quay theo ngược chiều kim đồng hồ. Ok chưa? Thì bài này nó cũng không khó. Ok chưa? Rồi, chúng ta qua bài 8 nha. Chúng ta đến bài 9. Bài 9 đây là cho hệ hình 10. Thanh AC đồng chất có trọng lượng 3 Newton. Tại A treo vật có trọng lượng 3 Newton tìm trọng lượng phải treo tại B để hệ cân bằng biết AO bằng đoạn BC và bằng 1 phần 2 đoạn OB à, như vậy chúng ta xem nè thanh AO bằng BC hai à, đoạn AO bằng BC bằng 1 phần 2 đoạn OB đúng nào đó có nghĩa là cái thanh AC buộc phải chia thành 4 đoạn bằng nhau đây là G là trọng tâm đồng ý chưa mà trọng tâm chính là điểm đặt của trọng lực b thì dưới tay luôn b và b này bằng bao nhiêu 3 newton b bằng 3 newton đồng ý chưa rồi đồng ý chưa chúng ta nhìn lại bây giờ nè có phải là thỏa điều kiện chưa oa bằng bc à, bằng oa chia hai vậy chứng tỏ là trọng tâm g nó nằm ngay cái điểm giữa o và b luôn đồng ý chưa và trọng tâm là điểm đặt của trọng lớn đồng ý chưa thôi xóa dễ và đẹp rồi cả lớp nhìn thì dễ nè ha rồi ok chưa và tại a nó cũng sẽ có một cái trọng lực là ba rồi cũng là ba newton nha cũng là ba newton luôn như vậy chúng ta xem nè trọng lực b là 3 newton và làm thanh này quay theo chiều kim đồng hồ và tại đây trọng lực ba cũng là 3 newton và làm nó quay ngược chiều kim đồng hồ đồng ý chưa thì người ta hỏi như thế này tìm trọng lượng phải treo tại b để hệ cân bằng Vì tại b mình phải treo một cái trọng lượng là b b bằng bao nhiêu để hệ cân bằng đồng ý chưa như vậy bây giờ giống lúc nãy đi thầy thanh đặt là đạt oa là bằng bằng x đi đồng ý không vậy og đương nhiên cũng bằng gì bằng x đúng nào vậy ob sẽ bằng hai x đồng ý chưa và ở đây có hai vectơ lực làm và quay theo chiều kim đồng hồ giống hệt bài số 8. vậy điều kiện cân bằng điều kiện cân bằng là mô măng của cái lực B cộng mô măng của lực BB sẽ bằng mô măng của lực BA. Đồng ý chưa? Và mô măng của lực B, lực sẽ là B nhân cánh tá đòn của nó chính là đoạn OG. Chúng ta nhìn nè. Đúng không? Đoạn này từ O đến G chính là cánh tá đòn của tổng lực B. Đồng ý chưa? Còn mô măng có lực BB sẽ là lực là BB nhân với đoạn OB. Cộng với B, B nhân đoạn OB. Mô măng có lực BA, lực là BA nhân cách đoạn là từ O đến A. Đồng ý chưa? Chúng ta thế vô thôi. Tương đương nè. Tương đương. B là 3, OG là X. Cộng với BB đang tìm. OB là 2X. Bằng BA là 3 luôn. Đúng nào? Né, 3 nè. Và nhân câu A cũng là X. Hai bên thì có 3X đơn giản đi. Như vậy thì mình sẽ có là BB nhân với 2X bằng 0. Như vậy thì chúng ta sẽ suy ra được trọng lượng cần treo là BB bằng bao nhiêu? Bằng 0 thôi. Đồng ý chưa? Thật ra mà nói chúng ta nhìn vô trong cái hình thôi. Nhìn vô trong cái hình chúng ta thấy nè à, BA là 3 Newton, B cũng là 3 Newton mà cánh đòn của hai lực này bằng nhau, đúng nào? Có nghĩa là à, lực à, bên phải và lực bên trái nó tạo ra hai cái mô măng nó bằng, đã bằng nhau rồi. Đúng nào? Như vậy tại B không cần treo thư khi một cái vật nào cả. À, giải cho vui vậy thôi. Chứ thực ra chúng ta nhìn qua đi. Chúng ta thấy ngay là à, mô măng của lực cộng lực B của Thanh và mô măng của cái vật treo BA nó đã cân bằng nhau rồi như vậy thì tại b không cần treo thêm vật nào nữa ok chưa rồi chúng ta đến bài số 10 nha bài số 10 một thanh chắn đường dài 78 m có trọng lượng 2100N, newton trọng tâm cách đầu bên trái 1,2 m thanh có thể quay quanh một trục quay nằm ngang cách đầu bên trái 1,5 m để giữ thanh ấy nằm ngang thì lực tác dụng vào đầu bên phải có giá trị bao nhiêu đúng nè để giữ thanh ấy nằm ngang thì lực tác dụng vào đầu bên phải có giá trị bao nhiêu? Thành này dài 78m nha. thì Thành dễ ra cái đã. Rồi chúng ta xem nè. Ồ. Kệ đến từ đó tha. Rồi. Do cái trọng tâm cái đầu bên trái là 2.100 là, là 1.2m thôi nào Có nghĩa là đầu bên trái này gắn thêm cái vật nặng gì nào nữa. Đồng ý chưa? Rồi đây là cái thanh chắn đường như các em đó. bên trái ta sẽ gắn một cái vật nặng để cho trọng tâm nó nghiêng về một bên đồng ý chưa rồi đây đầu a nè đây là đầu b nè đọc kỹ đây ha à, ab dài bao nhiêu ab dài là 7,8 m đọc chậm chậm thôi trọng lượng b của thanh là hai nghìn một trăm newton đồng ý chưa trọng tâm cách đầu bên trái một hai m trọng tâm là g nè Vậy AG AG là 1,2 m. Đồng ý chưa? À, thanh có thể quay quanh một trục nằm ngang cách đầu bên trái 1,5 m. Vậy trục quay chỗ này là tại O đi. Đồng ý chưa? Như vậy cách đầu bên trái 1,5 m nghĩa là AO là bằng 1,5 m. Để giữ thanh ấy nằm ngang thì lực tác dụng vào đầu bên phải có chỉ số bao nhiêu? Đồng ý chưa? Chúng ta nhìn thì thanh vẽ nè trọng tâm là điểm đặt của trọng lực nha trọng lực hướng từ trên xuống đó. ok chưa như vậy trọng lực b 2.100 newton này nằm bên trái trục quay ô có tác dụng làm cho anh này quay ngược chiều kim đồng hồ đúng nào như vậy đầu bên phải này phải tác dụng một cái lực là f có độ lớn bao nhiêu có này vuông nha để làm nó quay theo chiều kim đồng hồ khi tác dụng lần quay của hai lực này bằng nhau thì tất nhiên nó sẽ cân bằng Đồng ý chưa? Thì chúng ta nhìn nè, từ A tới B là 7,8m. Đồng ý chưa? Nhớ là thanh chắn đường cái đầu bên trái này nặng nha. Có nghĩa là thường người ta sẽ gắn một cái khối sắt hay khối bê tông gì cũng được. Đó, để trọng tâm nó nghiêng về một bên. Bình thường nó sẽ nghiêng lên. Ok chưa? Rồi như vậy chúng ta nhìn cho hình nè. Là OG chính là cánh tác động ở trong lực B. Thì ghi OG. OG tính thế nào? Nhìn dễ lắm. Bằng AO trừ cho đoạn AG. AO là bao nhiêu nào? Là 1,5. Trừ AG là 1,2. Đúng nào? Ra là 0,3 m. Và cánh tới đoạn có lực F chính là đoạn OB. OB tính sao bây giờ? OB bằng nguyên cái đoạn lớn là AB trừ cho đoạn nào? AO. Đồng ý chưa? AB là 7,8 nè từ độ AO là 1,5 5 bằng 6,3 m nhẩm được. Đồng ý chưa? Có hai lực thôi dễ giải lắm. Như vậy điều kiện cân bằng thì tổng các mô năng lực làm vật quay theo chiều kim đồng hồ sẽ bằng tổng các mô năng lực làm vật quay theo chiều ngược lại. Điều kiện cân bằng mô măng của lực F bằng với mô măng của trọng lực B. Tương đương F nhân cánh cái đoạn nó là tính từ O đến B nha OB bằng à, lực là B nhân di đoạn OG dễ lắm từ O mà dễ vuông góc xuống giá của B chính là đoạn OG còn từ O mà dễ vuông góc xuống giá F chính là đoạn OB hiểu chưa vậy đến đây mình suy si ra được F bằng B là 2100 nè nhân với OG là 0,3 nè và chia cho OB là 6,3 nè. Đồng ý chưa? Chúng ta thực hiện phép tính này thì chúng ta ra được F là 100 Newton. Như vậy đáp số lực cần tác dụng vào độ bên phải F sẽ có độ lớn là 100 Newton. Đó. Thì cái thanh AB này sẽ là nằm ngang. Còn nếu như mà mình không tác dụng lực vào đầu bên phải thì trọng lượng B sẽ làm cho cái thanh này quay ngược chiều kim đồng hồ và thanh dẫn đường đó À, nó sẽ được nâng lên, được nâng lên, OK chưa? À. Còn độ A sẽ bị hạ xuống như các em ha. Thì sau khi giải xong bài số 10 này, thì tất cả các bài tập mà về quy tắc mô măng. á, cũng như lý thuyết về mô măng. là thầy đã ôn một cách rất là đầy đủ cho chúng ta. À, hy vọng rằng nó sẽ giúp được chúng ta học tốt bộ môn vật lý ha. À, và hẹn gặp lại chúng ta ở những cái video tiếp theo. Xin chào.